Ngày 26 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ ra lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Tấn Duy, 37 tuổi, tạm trú tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, Duy và gia đình bà NTAN ngụ cùng xóm có mâu thuẫn. Khuya 25 tháng 10, Duy mang theo 1 lít xăng, hộp quẹt, ca nhựa và đoạn dây thép đến trước cổng rào nhà bà N. Tại đây, Duy dùng dây buộc cửa rào nhà bà N lại, đồng thời tạt xăng vào khu vực cửa sổ nhà bà N rồi châm lửa đốt nhưng không cháy. Sau đó, Duy chạy về nhà lấy đèn khò kèm bình ga mini quay lại để tiếp tục đốt nhà bà N. Phát hiện lửa cháy, những người trong nhà chạy lên gác, trèo ra cửa sổ nhảy xuống đất. Hậu quả, bà N bị gãy chân, cụt xương sống, những người còn lại không bị thương tích. Nhận tin báo, Công an quận Ninh Kiều và lực lượng Công an thành phố Cần Thơ đến hiện trường dập tắt lửa, khống chế Duy